Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến lễ hội Tây Thiên, nhưng tại khu di tích này xuất hiện hàng loạt người bán thuốc nam với giá cắt cổ từ 3 đến 5 triệu đồng một kg mà thuốc cũng không rõ nguồn gốc. Những ngày qua, Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã tịch thu hàng chục kg thuốc nam và không cho phép bày bán tại khu di tích này. Nói là đây là thuốc gia truyền, thuốc làm chữa được bách bệnh và dùng các cái thủ đoạn là những cái cò mồi cùng đồng bọn của họ đến là mua rồi cái giá rất cao và giới thiệu gia đình tôi đã có người bị bệnh này bệnh nọ, bệnh hiểm nghèo, như dùng cái thuốc này thì đã khỏi, nên là khuyên ngược lại người mua, như thực ra là cái trò chiêu thức lừa đảo của họ. Các người nhẹ dạ cả tin, nhất là du khách làm lễ thấy là đó cũng mua theo, và cái số lượng mua này giá tiền rất cao, mà thực ra là những vị thuốc này không có nguồn gốc và các đối tượng này cũng không có hành nghề, không có giấy phép liên quan đến sản xuất kinh doanh và hoạt động hành nghề này. Giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng công an cũng như lực lượng công an của xã Đại Đình, ban quản lý Tây Thiên có sự phối hợp rất chặt chẽ. Do vậy, cái hiện tượng ăn trộm cắp rồi hiện tượng cờ bạc, hiện tượng hút xu năm nay hạn chế rất nhiều so với những năm trước. Chính quyền huyện Tam Đảo cũng triển khai lắp đặt nhiều camera an ninh ở một số vị trí đông người qua lại, thường xuyên xảy ra chen lấn. Công tác chuẩn bị cho lễ hội Tây Thiên đang được chuẩn bị rất tốt, sẵn sàng đón du khách về với một trong những lễ hội lớn nhất trong năm, không chỉ thu hút đông đảo khách hành hương mà cả khách du lịch đến với Tam Đảo trong dịp này.